Xin chào và chào mừng các bạn trở lại với kênh bình luận viên Anh Quân bóng đá Việt Nam. Một ngày mới lại đến và như thường lệ chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức nóng hổi nhất của bóng đá nước nhà trong 24 giờ qua. Trước tiên hãy cùng điểm qua những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Đại thắng U23 Australia, U23 Nhật Bản giành giải 3 vòng chung kết U23 châu Á. Campuchia kêu gọi Đông Nam Á cùng tổ chức World Cup. Tin đồn huấn luyện viên Trương Việt Hoàng rời đội bóng, câu lạc bộ Viettel nói gì? Quan Văn Chuẩn kể chuyện về tấm thẻ đỏ tại vòng chung kết U23 châu Á. Indonesia chơi lớn, đội tuyển Việt Nam có thể gặp khó tại Asian Cup 2023. Tối 18 tháng 6, trận tranh hạng 3 tại vòng chung kết U23 châu Á đã diễn ra giữa U23 Nhật Bản và U23 Australia. Trước khi trận đấu này diễn ra, giới chuyên môn đánh giá rất cao trình độ Samurai Xanh và dự đoán họ sẽ có được thắng lợi trước đối thủ. Chỉ 7 phút khi tiếng còi khai cuộc bắt đầu, U23 Nhật Bản đã có bàn thắng dẫn trước. Từ pha phối hợp tấn công bài bản, Sato dứt điểm tung nắp lưới mở tỷ số cho đội bóng áo xanh. Bàn thắng sớm giúp U23 Nhật Bản thoải mái triển khai thế trận, trong khi U23 Australia tỏ ra loay hoay. Không tạo ra được những cơ hội nguy hiểm, The Socceroos lại phải nhận thêm bàn thua. Từ một quả phạt góc, hậu vệ Chewin đã lúng túng đá phản lưới nhà, để rồi đến phút 63, Fujio đã ấn định thắng lợi đậm đà với tỷ số 3-0 cho Samurai Xanh. U23 Nhật Bản đã khép lại một vòng chung kết đầy thành công. Nòng cốt của họ chỉ là những cầu thủ trẻ thuộc độ U21 nhưng vẫn có được hạng 3 chung cuộc. Điều đó cho thấy thế hệ này của bóng đá xứ sở mặt trời mọc có thể khiến các cổ động viên đội nhà yên tâm. Còn vào tối nay, trận đấu chung kết của giải đấu sẽ diễn ra giữa U23 Uzbekistan và U23 Ả Rập Xê Út. U23 Uzbekistan không muốn phải nhận thất bại ngay trên sân nhà, trong khi U23 Ả Rập Xê Út đang đặt quyết tâm cao để không trở thành á quân của giải đấu này. Kết quả của trận đấu này sẽ được cập nhật trên bản tin sáng mai trên kênh bình luận viên Anh Quân bóng đá Việt Nam. Sau khi công bố danh sách cầu thủ dự AFC Cup 2023, câu lạc bộ Viettel cũng thông báo huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sẽ không dẫn dắt đội bóng này ở đấu trường cúp châu lục. Theo quy định từ AFC, các huấn luyện viên dẫn dắt câu lạc bộ tham dự AFC Cup phải có bằng huấn luyện viên pro, bằng huấn luyện viên cấp độ cao nhất. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng không đạt yêu cầu này nên chỉ sắm vai trợ lý tại giải đấu. Người lên thay ông là huấn luyện viên Beji Won, huấn luyện viên thể lực của đội bóng. Sau khi thông tin đó được đăng tải, đã có rất nhiều nguồn tin cho rằng Viettel FC và huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã đường ai nấy đi. Truyền thông Việt Nam đều khẳng định tin đồn này là sự thật. Thậm chí đội trưởng của câu lạc bộ là Bùi Tiến Dũng còn đăng tải hình ảnh toàn đội tri ân huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cùng dòng trạng thái hẹn gặp lại chú. Trước tin đồn đó, Viettel FC đã chính thức lên tiếng. Trang fanpage của đội bóng này đã phát đi thông báo đơn vị không đưa ra bất cứ thông tin nào liên quan đến việc chia tay huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Vì việc gia đình, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng xin nghỉ phép đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Tin đồn về huấn luyện viên Trương Việt Hoàng chưa được xác nhận, nhưng đội bóng Ao Lính đã chính thức chia tay một gương mặt khác. Tiền vệ Nguyễn Trọng Đại sẽ trở thành cầu thủ tự do kể từ ngày 18 tháng 6 sau khi đội bóng chủ quản thông báo về điều này. Màn chia tay đã được dự báo từ trước bởi trong những năm gần đây, Trọng Đại không còn quá nhiều đóng góp cho Viettel. Dù sao cũng hy vọng tiền vệ sinh năm 1997 sẽ tìm lại bản thân và tiếp tục đam mê với bóng đá. Việc Trung Quốc không đăng cai Asian Cup 2023 khiến AFC phải rất vất vả để tìm kiếm những quốc gia có thể thay thế. Như những gì được đưa tin ngày hôm qua, Nhật Bản, Qatar và Ả Rập Xê Út đã nhảy vào cuộc đua giành quyền đăng cai này. Thậm chí cuộc đua đó sẽ trở nên khốc liệt hơn khi mới đây Indonesia đã thể hiện sự quan tâm đến Asian Cup. Tờ Bola đưa tin, Liên đoàn bóng đá nước này muốn trở thành chủ nhà của giải đấu cấp cao nhất khu vực châu Á. Tổng thư ký của PSSI, ông Yunus Nusi đã gửi lời đề nghị chính thức lên AFC và chờ đợi lời hồi đáp từ cơ quan này. Liên đoàn bóng đá Indonesia tự tin họ có thể đảm bảo về mặt cơ sở hạ tầng vì quốc gia này sẽ đăng cai U20 thế giới vào năm 2023. Nếu như Indonesia trở thành chủ nhà, theo dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ rớt từ nhóm hạt giống thứ 2 xuống nhóm hạt giống số 3. Hiện tại chúng ta đang có thứ hạng thấp nhất trên bảng xếp hạng FIFA trong nhóm hạt giống số 2, tức là chúng ta có thể phải nằm chung bảng với những Iraq, Oman hay Syria ở nhóm 2. Bảng tử thần rất có thể sẽ xuất hiện nếu đội tuyển Việt Nam phải đối đầu với Iran, UAE và Thái Lan. Hiện tại AFC vẫn chưa công bố thời gian bốc thăm, mọi thứ chỉ được xác định sau khi họ tìm được chủ nhà của giải đấu. Sau khi trở về từ vòng chung kết U23 châu Á, các học trò huấn luyện viên Gomo Kyun rất tích cực giao lưu với truyền thông để kể những câu chuyện của riêng mình. Một trong số đó là thủ thành Quan Văn Chuẩn với những thông tin thú vị về hành trình của bản thân ở giải đấu vừa qua. Ở giải đấu đó, thủ môn của câu lạc bộ Hà Nội trở thành một phát hiện đáng giá của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên Văn Chuẩn cho rằng đó chỉ là sự khởi đầu, cậu muốn tiến lên từ thành công đó chứ không muốn ngủ yên với niềm vui từ quá khứ. Một trong những tình huống đáng chú ý nhất của Văn Chuẩn là pha phạm lỗi dẫn đến tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận tứ kết. Thủ môn 21 tuổi thậm chí còn chẳng kịp xem lại tình huống ấy vì phải đi kiểm tra doping và chỉ trở lại khách sạn khi ngày mới đã bước sang. Nhưng nếu được làm lại, Văn Chuẩn vẫn sẽ phạm lỗi như vậy. Lời lý giải của thủ thành này rất hợp lý như sau.
Nếu cho làm lại tôi vẫn sẽ phạm lỗi như vậy, vì lúc cuối trận rồi, đội lại đang thua, sau lưng hậu vệ chúng ta không còn ai trước khung thành nữa. Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến nhiều thủ môn tỏa sáng rồi vụt tắt như trường hợp của Phí Minh Long hay Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, thủ môn số 1 của U23 Việt Nam khẳng định sẽ đi con đường của riêng mình và kiên định với mục tiêu của riêng mình. Sai lầm là điều khó tránh khỏi và cậu sẵn sàng đương đầu với điều đó, kể cả chuyện phải ngồi dự bị. Quan Văn Chuẩn vẫn sẽ nỗ lực để tìm cơ hội ra sân cho màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Với mục tiêu đưa bóng đá đến với những đất nước có nền bóng đá đang phát triển, FIFA đã từng chọn nhiều quốc gia như vậy để tổ chức World Cup. World Cup 2010 tại Nam Phi, World Cup 2022 tại Qatar, thế còn World Cup 2034 tại Đông Nam Á thì sao nhỉ? Mới đây, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi các quốc gia tại Đông Nam Á cùng đoàn kết để đăng cai World Cup. Ông cho biết sẽ nêu chủ đề này với các quốc gia trong khu vực ASEAN với tư cách chủ tịch khu vực này trong năm nay. Đó là thông tin được tờ Phnom Penh Post đăng tải khi cựu danh thủ bóng đá Pháp Christian Karember đến thăm đất nước Campuchia. Nhà vô địch World Cup 1997 đã đại diện cho FIFA để tới với nơi được coi là vùng trũng của bóng đá thế giới để giới thiệu về chiếc cúp vàng World Cup. Điều này khiến Thủ tướng Hun Sen đưa ra đề xuất các nước Đông Nam Á sẽ đồng tổ chức World Cup vào năm 2034 hoặc 2038. Nếu điều này xảy ra thì đó sẽ là ngày hội bóng đá rất lớn mà tất cả người dân Đông Nam Á nói chung và người dân Việt Nam đều ngóng chờ. Mới đây, tờ AS của Tây Ban Nha đưa tin huấn luyện viên Diego Justori đã trở thành huấn luyện viên trưởng dẫn dắt đội tuyển Futsal Việt Nam, thay thế cho huấn luyện viên Phạm Minh Giang. Vị chiến lược gia này từng đưa đội tuyển Futsal Argentina đoạt huy chương bạc ở Đại hội Thể thao Nam Mỹ, đánh bại Brazil ở giải Tứ Hùng. Ông là nhân tố quan trọng đưa Argentina đến đỉnh vinh quang ở Futsal World Cup 2016 tại Colombia. Việc Minh Trí và các đồng đội có được một huấn luyện viên giỏi là tin vui cho đội tuyển Futsal Việt Nam trước thềm vòng chung kết Futsal châu Á 2022 diễn ra ở Kuwait. Đây là giải đấu định đoạt cho tấm vé đến với World Cup 2023. Chúng ta nằm cùng bảng với những đối thủ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út. Ngoại trừ Nhật Bản, hai đối thủ còn lại có trình độ kém hơn đội tuyển Futsal Việt Nam nên cơ hội đi tiếp cho đội bóng áo đỏ là tương đối sáng sủa. Để thay thế trung vệ Kim Dong Soo về nước thực hiện nghĩa vụ quân sự, câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã chính thức đón tân binh mới, đó là cầu thủ An Se-hee, người từng khoác áo một số đội bóng như Jeonju, Anyang hay là Pohang Steelers. Trang Transfermarkt định giá trung vệ sinh năm 1991 rơi vào khoảng 100.000 euro. Thương vụ này được công ty đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo giới thiệu. Trong màu áo câu lạc bộ mới, trung vệ này sẽ đá cặp cùng Teixeira Mauricio ở hàng thủ. Đội bóng phố núi đang có ý định bổ sung thêm một cầu thủ ngoại nữa sau khi thanh lý hợp đồng với ngoại binh người Brazil Jefferson Baiano. Là đội tuyển duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không phải tham dự vòng loại Asian Cup, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 ở Asian Cup 2023. Mới đây, trong một bài viết giới thiệu các đội bóng tham dự giải đấu này, Liên đoàn bóng đá châu Á đã gọi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là ông vua của bóng đá Đông Nam Á. AFC nhắc lại kỳ tích là đội bóng duy nhất của khu vực lọt vào đến vòng loại thứ 3 của World Cup. Trở về sau thành tích đó, binh đoàn Rồng Vàng cần giữ vững vị thế là ông vua của Đông Nam Á và trở thành thế lực ở giải đấu châu lục. Đó là tất cả những thông tin nóng hổi nhất về bóng đá Việt Nam trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin trên kênh Bình luận viên Anh Quân Bóng đá Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.